Tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Warburg Pincus, tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Glenfarne, tiếp Tổng Giám đốc Murphy Oil. Đây đều là những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và thế giới trong các lĩnh vực như là quỹ đầu tư tư nhân, chuyển đổi năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí. Lãnh đạo các tập đoàn đều đánh giá cao thị trường, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Các tập đoàn cũng báo cáo Thủ tướng một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương xử lý ngay các kiến nghị, vướng mắc theo các quy định của pháp luật, nhất là với một số dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Thủ tướng khẳng định với tinh thần Chính phủ hành động, Thủ tướng chưa từ chối một đề nghị đối thoại nào của doanh nghiệp, chưa quên trả lời bất cứ bức thư nào doanh nghiệp gửi tới, ngay cả trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhất. Thủ tướng đề nghị triển khai các hoạt động hợp tác theo hướng giản tiện thủ tục hành chính, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao hơn, trên tinh thần chân thành, tin cậy và trách nhiệm để giải quyết các vướng mắc, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, tuân thủ pháp luật, hai bên cùng thắng. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công tại Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam, tránh các khâu trung gian, tránh chạy lòng vòng, mất thời gian và chi phí không cần thiết, góp phần cùng Chính phủ phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Cũng trong chương trình công tác Hoa Kỳ, Thủ tướng đã tiếp ông John McAuliffe, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam và đại diện những người bạn Hoa Kỳ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Thủ tướng xúc động cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm qua của ông John McAuliffe và những người bạn cho vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt đã dành nhiều tình cảm, nhiệt huyết, thời gian để hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam vẫn còn khoảng 3 triệu người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam và những thế hệ tiếp theo vẫn có thể tiếp tục bị tác động. Khoảng 3 triệu hecta đất nhiễm chất độc chưa được tẩy độc, khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt. Bom mìn còn sót lại ở nhiều nơi trên khắp cả nước, ảnh hưởng tới đời sống người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội. Vì vậy, một trong những mục tiêu của chuyến công tác tới Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng là kêu gọi sự chung tay, hợp tác trách nhiệm để thúc đẩy khắc phục hậu quả chiến tranh. Nội dung này cũng được Thủ tướng nhấn mạnh trong cuộc gặp một số người bạn thân thiết với Việt Nam đã có đóng góp tích cực, luôn ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng đất nước. Tại cuộc gặp, những người bạn Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho những lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình, tự do, hạnh phúc trên thế giới, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua và thông báo một số hoạt động đang được triển khai để tiếp tục ủng hộ Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân những người bạn Hoa Kỳ đã phản đối chiến tranh tại Việt Nam, vận động Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2000, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, tích cực hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Thủ tướng đã dành nhiều thời gian thông báo tình hình, khái quát những thành tựu to lớn của Việt Nam sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong tương lai. Thủ tướng mong muốn những người bạn của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam và có những đóng góp vào quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hoa Kỳ. Tại thành phố New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp gỡ một số trí thức Việt Kiều và thanh niên sinh viên Việt Nam. Theo đề nghị của Thủ tướng về một cuộc trao đổi chân thành, cởi mở, mạnh dạn, nhiều bạn trẻ đã đặt câu hỏi liên quan đến những định hướng của Chính phủ trước những vấn đề lớn như đầu tư hạ tầng, tuyển chọn cán bộ, việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đã trả lời tất cả các câu hỏi được đặt ra. Trong đó liên quan đến xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, Thủ tướng cho biết đây là trăn trở của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam. Tinh thần là về lâu dài phải có tuyến đường sắt mới để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, nhưng phải tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện, tình hình đất nước. Về giải pháp thu hút chất xám vào khu vực công, Thủ tướng cho rằng muốn tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao, phải bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho họ. Trong trường hợp vật chất chưa thật bảo đảm, thì trước mắt cần xây dựng môi trường làm việc công khai, minh bạch, văn minh, người làm việc nhận được sự tôn trọng. Về phần mình, Chính phủ đang cố gắng tiếp tục triển khai việc nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Thủ tướng cho rằng không nên quá nặng nề chuyện làm việc trong nước hay ngoài nước. Quan trọng nhất là hiệu quả làm việc mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và luôn nghĩ về đất nước, tự hào mình là người Việt Nam. Nhấn mạnh, ở đâu mà đóng góp được cho đất nước thì đều tốt cả. Thủ tướng mong muốn mỗi người trẻ Việt Nam luôn khỏe mạnh, học hành, làm việc ổn định, phát triển, đoàn kết với nhau. Mỗi người hãy là một đại sứ, góp phần để nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhân chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm văn phòng mới của tập đoàn FPT tại thành phố New York. Đây là văn phòng thứ hai của doanh nghiệp Việt Nam đặt tại New York. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch. Trong đó có trọng tâm đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Việc các doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại Hoa Kỳ là minh chứng và thể hiện sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.